Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách cập nhật lên phiên bản iOS 14.2 beta 4 của Apple vừa mới ra phiên bản beta này ha. Thì iOS 14.1 còn những cái lỗi tồn đọng rất là khó chịu, bản thân mình cũng đang gặp một cái lỗi là cắm sạc vẫn nhận sạc và sạc tới 80% là không lên pin nữa, mặc dù máy vẫn báo sạc bình thường. Rất là ức chế. Vì thế mà mình tìm cách up lên cái bản 14.2 beta này để coi nó có khác hay không bằng cách là vào cái trang betaprofile.com này ha các bạn. Đây là trang của Apple luôn, không có lo virus. Và chúng ta bấm vào download cái cấu hình phiên bản beta 14.2 này về, cho phép nó tải cái cấu hình này về. Thì sau khi mà chúng ta tải cái cấu hình này về xong á, chúng ta thoát ra và chúng ta vào cài đặt chung, và chúng ta tìm cái dòng cấu hình để chúng ta cài đặt cái cấu hình vừa tải về. Đâu rồi, đây cái cấu hình nó nằm bên dưới nha các bạn. Rồi mình bấm vào cài đặt, cài đặt, cài đặt. Rồi chúng ta có thể bấm khởi động lại hoặc để sau thì đều được ha. Thì ở đây là mình sẽ tắt nguồn và mình khởi động lại máy. Thì sau khi mà khởi động lại máy xong thì chúng ta sẽ làm cái bước kế tiếp, chính là chúng ta vẫn vào cài đặt chung, cập nhật phần mềm. Thì ở đây máy sẽ kiểm tra bản cập nhật cho chúng ta và báo cho chúng ta là có bản 14.2, và chúng ta bấm vào cái dòng tải về và cài đặt. Thì cái quá trình tải về và cài đặt này mất khoảng tầm 20 tới 30 phút tùy theo cái đường truyền của bạn ha. Thì sau khi mà máy đã tải về xong á, thì chúng ta nhấp vào cho nó cài đặt thôi các bạn. Ngoài cái lỗi của mình gặp phải thì còn khá nhiều cái lỗi khác nữa, nhiều người cũng phản hồi hao pin, nóng máy. Và mình bấm vào dòng cài đặt vào bây giờ, đợi cho máy xác minh bản cập nhật, sau đó thì máy sẽ tiến hành cập nhật ngay. Cái quá trình cập nhật này mất khoảng tầm thêm 10 phút nữa nha các bạn. Thì sau khi cập nhật xong á, thì chúng ta sẽ thấy là máy của chúng ta sẽ lên ngay cái phiên bản 14.2. Và mình sẽ kiểm tra cái phiên bản 14.2 này nó có những cái cải tiến so với bản 14.1 hay không. Rồi mình sẽ thông báo lại cho các bạn trên fanpage này luôn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.